Ôi, ở chân của ông thì bị làm sao đấy? Ông con ma cắn đấy. Đây, cô bác này, Mạnh thì là bị cái cây sơn này nè. Không biết là đi đâu nghịch. Mạnh là đi đâu nghịch đấy ông? Cháu chào các bà nhá. Cháu tự giới thiệu cháu là Phòng. Cháu may mắn được có duyên gặp với em Lực và nhận công trình làm nhà cho hai ông cháu. Thì công việc bọn cháu thì cũng chỉ tời gạch như này thôi, thì còn xi với sắt thì bọn cháu cũng sẽ tời. Chúng tôi xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho Lực xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời nói đầu tiên cho Lực xin được gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả các cô bác anh chị mạnh thường quân ở trên kênh Bản Em. Thưa cô bác, hôm nay cho Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của hai ông cháu của bác ạ. Thời gian vừa rồi thì cũng được sự tin tưởng và yêu quý của tất cả cô bác anh chị mạnh thường quân, thì cũng có là gửi cho Lực là tấm lòng vàng để mà hỗ trợ cho hai ông cháu có một cái quý để mà xây dựng nhà. Hiện tại thì cái quý là vẫn còn chưa có đủ, thì cháu Lực rất là mong trong thời gian tới, sau khi mà cháu Lực lấy đủ tập kết vật liệu ở nền nhà rồi, thì rất là mong sẽ nhận được thêm những cái khoản hỗ trợ của quý ông bác cô chú, quý cô bác anh chị. Hiện tại thì mấy anh em thợ là đang ở trên kia là tời gạch xuống các bác ạ. Ông với lại Mạnh thì hôm nay là ở nhà rồi. Cháu Lực vừa về thì thấy hai ông cháu là đang chuẩn bị nấu cắm lợn thì sao các bác. Cái tách này thì có bị giò đâu không ông? Không bị giò đâu à? Vâng. Mấy hôm mới gặp ông với Mạnh à? Thế hôm nay ông không đi đi đắp bờ ruộng kia nữa à? Hôm nay không đi à? Hôm nay làm hết chưa ông? Làm hết chưa? Có làm hết chưa, hết cũng khuôn nước làm. Khuôn nước làm à? Vâng. Đấy về có những cái thước phim thì cháu Lực đi xuống các bác ạ, là ông không có ở nhà, là ông bận là đi đi làm thuê. Vì sao lại bận đấy thì cháu Lực cũng đã nói rồi rằng là những cái khoản này thì ông đi nhận từ trước rồi, là đến bây giờ người ta có nước thì người ta mới đi làm, là không phải là đi nguyên ngày đâu. Có ngày nào có nước thì là đi làm ở ngày đấy. Ông gửi một lời chào tới các bác nào. Chào các bác, các chị nhá. Ôi, ở chân của ông thì bị làm sao đấy? Con ma cắn. Bị con ma cắn á? Chứ không phải là bị cái gì đập đâu à? Cái gì đập. À, thấy là đen đen rồi này. Đêm đi ngủ của bác ạ, đêm đi ngủ thì không biết là nó bị, không biết là bị như kiểu tâm linh hay là như thế nào ấy. Đêm thỉnh thoảng thì thấy các cụ kể rằng đấy là ngủ gọi là chùa đầu gối lên này, là ma nó dùng cơm nó treo ở đây, xong là mình dối chân xuống là nó rơi, thành ra là nó bực là nó đập xuống, nó đập. Nên là Mạnh chào các ông các bà nào. Chào các ông các bà. Hôm nay ở nhà làm gì? Ở nhà chơi thôi à? Nào cho chú xem nào. Mạnh chỗ này bị làm sao đấy ông? Thế này. Bị cái cây sơn cắn rồi. Cây sơn á? Bị lâu chưa ông? Lâu, hôm qua ông còn sưng to lắm. Sưng to lắm á? Sưng cả mặt à mẹ? Cả mặt cả lắm, không nhìn thấy. Có bị ngứa không? Nào đứng dậy chú xem nào. Đứng dậy chú xem nào. Đây, cô bác này, Mạnh thì là bị cái cây sơn lên nè. Không biết là đi đâu nghịch. Mạnh là đi đâu nghịch đấy ông? Đi đâu nghịch cây sơn đấy? À. Đấy nó đi nhau kiểm nó. À. Bay về vòng mạng. Thế là nhà họ nào cho chú xem nào, chú con có bà xem nào. Thế là họ lấy cây về để mà làm củi của bác cây sơn đấy, thành ra là người ta đun củi đấy. Mạnh là ở ngoài chơi, thế là nó bị khói nó dính, bị sưng hết cả cái mặt này lên nào. Có bị đau không? Không. Không à, đây này, đây cũng bị của bác này. Cái người ở đâu có bị không thì chú xem nào. Người có bị không? Không. Người không bị đâu à ông? À. Đấy. Qua lấy thuốc gì về bôi không? Đây là nấu cám lợn cho ngày mai à ông, hay tối nay? Tối nay không có. Tối nay không có á? Không có, về tối. Ui, cái cây rong đỏ này thì ngứa lắm ông ạ, cây này không cẩn thận đấy.
lúc ông đang ở nhà làm thì cháu được xén lên trên xem là mấy anh em thợ là chuyển gạch như thế nào và chuyển gạch sắp hết chưa. Mày có đi cùng chú không? Đi. Đấy, đi cẩn thận nhá. Cái cây sơn này thì nó chỉ là bị ở ngoài da thôi các bác ạ, nhưng mà nếu mà mình không chứa đấy thì là nó sẽ bị lan rất là nhiều. Nào nào, từ từ đã, từ từ đã, cho cô kia đẩy lấy hết cái kia ra đã. Khi còn nó đang xuống thì nó rơi ấy. Ăn cơm chưa? Ăn rồi à? Nào đừng có bật ô, từ từ đã. Đã mưa đâu? Đã mưa đâu? Mấy anh thợ đang tới xuống các bạn. Nó hơi kia một chút, đợi mấy anh thợ tới hết cái kia thì nó được xén lên sau. Ê, hôm nay đi ăn cơm cái gì? Ăn cơm với gì? Trứng. Ăn với trứng á? À, hôm nay đi ăn cơm với trứng à? Mấy hôm không gặp chú rồi nhỉ? Hả? Mấy hôm không gặp rồi? Mấy hôm không gặp rồi? Có nhớ không? Nhớ à? Nhớ ai? Nhớ chú nào? Chú Lực á? Phải không? Ừ, nó to lên. Thế Mạnh có nhớ ông có bà không? Lâu mấy hôm không quay phim rồi, có nhớ không? Nhớ à? Ừ. Mấy hôm là không gặp Mạnh nữa các bác. Mạnh này ôi bị này này. Pích. May là không bị nhiều ấy, cũng khỏi rồi các bác ạ. Cái sơn này là còn không phải là đi nghịch đâu các bác, là chỉ đi khói ấy. Khói của cái sơn thì là rất là độc. Để trên xem này, cầm ô đi nào, tí mưa. Đi đường này nhá. Thế là vừa rồi Mạnh là nghi gạch ở đây à? À. Đi cẩn thận nhá. Vài tháng rồi là Mạnh là lên trường học rồi các bác ạ. Nên là lên học lớp 1 rồi. Hôm nay mẹ không đi chơi với Quyết à? Một mình ở nhà thôi, chơi với ông, ở nhà với ông này à? Sang độ tầm sang năm sau thì Mạnh sẽ phụ được ông là nhiều công việc hơn cô bác ạ. Sáng nay thì mưa, thành ra là mấy anh em thợ lại phải nghỉ rồi. Đi, lên trên đi. Trên kia là mấy anh thợ là tời từ trên kia xuống. Vừa rồi thì cháu Lực từ trên kia xuống thì có vẻ như là sắp hết rồi cô bác ạ. Mạnh ở đây đợi chú nhá. Mạnh ơi, Mạnh ở đây đợi chú nhá, chú ra bên kia một tí xem cái chỗ tời để xuống gạch này một chút cô bác ạ. Này thì là máy nữa có thể là tời cả xi này, cả xi gạch kiếc là tời xuống từ đây luôn cô bác ạ. Đỡ cho các anh thợ là vác bộ. Vác bộ từ trên kia xuống. Mạnh ở đây đợi nhá. Với đằng này còn anh Phòng còn ở dưới này không? Ui, chỗ này là nó bị hỏng lúa rồi chị. Ý, hỏng này thì người ta có biết nói không ấy chị? Chắc là có đấy nhở? Này chắc là phải đền là mấy cân rồi đấy. Cái này thì chắc đành phải đền thôi, bây giờ không biết làm sao được. Cái dây sắt này nó thấp quá, nó bị trùng hay sao ấy. Tới từ trên kia xuống thì một đoạn này cũng khá là cao quá, khá là xa, tít từ trên anh.
trên anh Phong xuống. Hôm nay thì có mấy người làm chị? Hôm nay có 4 người. Có 4 người thôi à? Vâng. Có hai vợ, có vợ chồng chị với lại thêm là vợ chồng của anh Toán à? Vâng. Cái anh kia nghỉ à anh hôm nay à chị hôm nay nghỉ à? Anh kia hôm nay bảo là đang đi đổi công cấy. Vâng. Hôm nay tại vì mấy hôm nay cũng đang có người cấy rồi. Vâng. Chị xem đợi cái bao cái xuống không các bác ạ. Ơi nhân ra bên này nhá, không phải tí vàng xuống ấy. Đấy, đến không biết là ở trên kia thì bây giờ là mấy anh em thợ là sắp hết chưa các bác? Nếu mà hết thì có thể là mai là tiếp tục là lấy xi vào được. Xi thì phải làm như là phải chuyển trong ngày luôn để cho nó hết luôn. Chứ để lên trên chỗ mà cháu được để vật liệu trên kia thì sẽ sợ rằng là bị mất. Cái này lúa ở nhà ai mà đến mùa gặt chưa về gặt nhỉ? Xuống đi cô bác ạ. Em lấy sang vậy không phải tí văng vào người đi. Này là tời trên kia xuống là chỉ cần thả cái bao xuống thôi là viên gạch là từ trên kia xuống đến đây là như nào thì hình thù nó sẽ như thế cả các bác ạ. Cái này phải lấy cắt hay là phải cắt là gì? À. Từ trên kia xuống thì cái lực mà đi xuống nó mạnh quá, bao nào mà thả được thì thả, bao nào không thả được thì sẽ phải lấy cắt xuống các bác ạ. Đấy, tranh thủ là sáng nay thì là mưa, thành ra là mấy anh thợ là chưa có làm được các bác, đến hôm nay thì mới đi làm mới làm được. Bây giờ thì lên trên xem là còn là bao nhiêu bao nữa thì hết. Vẫn cũng đã bảo rồi, trong quá trình mà vận chuyển vật liệu này các bác này thì thực sự ra để mà không vớ được viên nào thì chắc chắn là không có đấy, nhưng mà nó sẽ phải gọi là vớ một hai viên nữa mà để mà cũng là dặn mấy anh em thợ luôn, để mà làm nhiều quá, để mà với nhiều quá thì sẽ không có được đâu. Đấy, Mạnh thì rất là ngoan các bác ạ, bảo là ở đấy đợi là ở đấy đợi này. Mấy hôm nay là không được ngủ với chú rồi nhỉ? Ừ. Thế có muốn đi ngủ với chú được không? Từ từ đã. Hả? Muốn đi ngủ với chú à? À. Hôm qua là ông lấy thuốc gì bôi cho Mạnh ấy? Hả? Không. Thuốc gì? Không biết. Không biết á? Rồi. Chọa đi. Thời gian này thì nắng mưa rất là thất thường các bác ạ. Sáng có thể mưa nhưng mà chiều lại tạnh. Tạnh là lúc nào thì bảo mấy anh thợ là thúc giục là đi làm hôm đấy. Những cái việc này thì là mưa phùn cũng có thể làm được này. Đấy, quên không lấy Mạnh treo ở kia đu lên nhà Mạnh nhỉ? Có dám không? Không. Có dám đu lên không? Không. Không đó. Ây, mệt quá Mạnh à. Mà cung đường của nhà mấy Mạnh thì thả lên thì cũng khá là vất vả của bác ạ. Chưa. Đây cũng cảm ơn là
à, các bác ở trên kênh thì các bác, một số các bác thì cũng đồng quan điểm với cháu Lực rằng là hiện tại kinh phí thì không đủ thì chỉ có biết là làm nhà dưới đây thôi. Và tương lai thì không biết trước được điều gì đâu các bác. Bây giờ được các bác giúp đỡ hai ông cháu một cái căn nhà rồi, thì sau này bé Mạnh sẽ biết cái phương hướng đi của mình nhiều hơn. Khi mà ngôi nhà thì đã ổn định rồi, là Mạnh chỉ việc cố gắng làm việc đi học thôi. Như các bác theo dõi những cái hoàn cảnh của hai ba cháu Cương không á, là Cương thấy bà là ngôi nhà gọi là gió thổi là có thể là đổ bất cứ lúc nào, nhưng mà không dám ở các bác ạ. Không dám ở thì ra là em mới phải bỏ học để đi làm thuê. Sau đó thì được bên nhà nước người ta có hỗ trợ là 40 triệu. Và cháu được cũng lên thì thành ra là Cương cũng hai ba cháu thì cũng có còn cũng có duyên với lại các bác cô chú anh chị hải quân đấy, lại giúp đỡ được. Tốc độ rất là lao rất là nhanh các bạn ạ, tốc độ của máy tời ấy. Mạnh bị ốm không? Không. Không ốm nữa à? Nhớ là cây này đừng có nghịch nhá. Cây này này. Nhớ nhá, nhớ chưa? Đừng có đi bẻ nhá. Không lọ thì là Mạnh chính cái cây sơn này nó có bác này. Lúc sờ thì không sao đâu, nhưng mà hình như là đi bắt gặp không biết là nhà nào ấy, là đốt cây. Dùng cái cây đấy để mà đốt lấy khói. Đốt nấu cơm này làm gì đấy. Xong là bị khói nó vào mặt thế là bị luôn. Mày miếng rồi. Có đồ xẻ nhiều lỡ rồi. À không phải lắm ạ. À không phải gì làm lắm ạ. Rồi. Đi đâu đấy này? Lên đây xem gạch này. Dọn đi đâu ấy? Thái phòng nhá. Chào chị nhá. Gửi lời chào tới các bác ơi. À, cháu chào ông bà anh chị nhá. Chị. Ôi, chị không biết chào đâu. Chị nói chào con các bà là được rồi. Cháu chào các ông các bà. Ở đây thì chắc là tất cả là đều bằng tuổi cháu hết cả thôi cô bác ạ. Anh Phòng hôm nay thì sắp hết đấy anh nhở? Mai là hết không anh? Nếu mà tình hình ổn thì mai là hết rồi. Thế như này là ổn rồi à? Hôm nay có hai vợ chồng đi làm rồi anh? Đây này, sẽ rùa đi, đi ra đây em ạ. Ừ. Phải một người giữ, một người đẩy mới đi được cô bác ạ. Thế là bây giờ chỉ còn là mấy bao nữa thôi. Với lại đống này chỉ còn một đống nữa này. Rồi chào chú Toán nhá. Vâng. Chào em. Có em gọi chú ấy chứ. Có bao nào mà bị rơi xuống ruộng đi không anh? Dây 3-4 bao đấy. 3-4 bao á? Nhưng mà ở dưới ruộng cái nó là ruộng các bác ạ. Gạch rơi xuống thì cũng chẳng sao đâu. Nhưng mà mỗi tội là chỉ có vất vả là mấy mấy anh thợ với lại các cô thôi. Chắc này rơi xuống bùn thì nó có bị lún xuống không? Có đấy, bị lún xuống. Có à? Đấy, cái này hết xong lại vất vả một lần đi moi từng viên liên một. Đến hôm nay thì là gọi là như là được một hôm rồi. Sáng nay tháng 10 là chắc là các chú về các anh cũng nghỉ ấy nhỉ anh ạ? Chỗ này thì bây giờ lại phải lấy bao về để mà để vào bao rồi. Đây là xin trên cái xem cách vận hành của chú Toán một chút. Nhưng mà người ngồi điều khiển đây có vẻ là thích hơn đấy nhỉ? Nhưng mà cũng sợ phết đấy. Sợ á? Nhưng mà sợ cái gì chú? Đây bây giờ một bao lại chuẩn bị đi rồi. Ôi.
Nghe cái tiếng cái máy này kêu thì đã thấy sợ rồi các bác ạ. Cái này mà không cẩn thận là cái dây nó văng là. Nhưng mà nặng quá, nó nhấc cả cái này bay đi ấy. Nặng quá. Nhưng quá mình tới xuống đây nhá, nếu mà mình tới lên trên như từ nhà 2 3 tầng chỗ này không kề 3 4 bao mà là nó nhấc lên ấy. Nhấc lên ấy. Đây là test. Chỗ này nó kéo xuống nó chỉ sẽ xả xuống thôi. Vâng. Cái này là phanh à? Phải cho nó chặt cái này xuống nhưng mà nó không quay được nữa. Còn cái này là kéo lên à? Cái này giảm quay một đi. Một chuyến này thì độ tầm một phút là xong không? Một chuyến đấy. Vâng. Chắc thì từ đây xuống dưới chắc chỉ một phút. Cháu nghĩ không đến một phút đâu nè. Tầm 30 giây là đến. Ôi, nếu mà không có dây sắt xấu thì ui là cái dây điện này thì là cũng tận dụng lại là cái dây mà hôm nọ cháu được kéo xuống nhà ông các bác ạ. Ông thì hiện tại là dưới nhà thì cũng có bóng đèn năng lượng mặt trời gọi là đủ để thắp sáng rồi, cũng chẳng có dùng để làm gì cả. Cái này nhanh nhưng mà nhanh là cũng nguy hiểm phết nhỉ. Thế là này như này là tới chắc là mai một buổi nó là cũng hết rồi đấy nhở. Tối nay thì chắc là hết cái đống trước mặt kia thôi, đống đỏ cái thôi. Thay phanh nhá. Gần đi hết rồi. Dây này á. Quá nó cao như cái dây này. Tí chắc một hai mấy chiếc là hết. Này là dây này là phanh nó là bằng dây cuốn lo hết rồi nhỉ. Cái máy này thì mua bao tiền chứ? Toán cái máy này. Nếu mà cả motor này là nó rơi hơn 3 triệu. Cả 3 triệu motor à? Hơn 3 triệu ấy. À. Cái nguyên cái khung này là chắc là độ tầm triệu à? Này với là dây cáp này đã đi hơn triệu. Cái này lấy của nhà thì làm. À cái này là tận dụng lại của motor nhà. Thế là motor là cái gì? Thái cỏ. À cái này thế là motor nào mình cũng dùng được thôi chú nhỉ, này. Cái này cái nào cũng được. Thế là nếu mà hết cái này thì là chuẩn bị là lấy thêm vật liệu vào là được rồi nhỉ. Cái này nếu mà ngày kia là về là được. Vâng, thế thì cháu bây giờ tối nay về cháu xem xét là lấy thêm vật liệu vào. Ui, đổ hết cả xe luôn. Dưới kia mà anh Phong với lại chị là không cẩn thận là cũng bị dây con loa này quấn vào tay là. Anh Phong dám đu đi xuống đây anh Phong. Nào, lúc nào mà lười lười đi bộ chắc đu xuống dưới kia được hay nhở? Anh nghĩ là con của anh còn nhỏ quá. Lúc đấy lại Cường ơi. Nếu mà con của anh lớn là anh cũng được đấy. Nhưng mà dưới kia sao đâu, rơi xuống ruộng rồi mà. Nhưng mà sửa gốc bụi tre kia nó chỉ được thôi. Rơi thì rơi được, nhưng mà sửa thì rơi là nó đứt tóc của con. Một bao này thì nếu mà trời nắng nó đâu đó tầm độ 70 cân, nhưng mà chắc là mưa như hôm nay thì chắc là đâu đó tầm độ
trăm cân không? Phòng này còn phải đội cả mũ bảo hiểm đi làm. Mũ bảo hiểm để... sợ là gạch rơi xuống đầu. Sợ xuống đầu. Không. Đấy, trời mưa chả tìm thấy cái mũ đâu đội. Thế hôm nay mày, hôm nay mưa mấy giờ đi làm anh? Này, à, chưa đi huyện lần nào, có bác hôm nọ thì mới đi lần đầu. Thế nào? Răng sao thế nào? Răng nhổ hết chưa? Một công việc là bị lặp lại thôi nhỉ, đu đu nhỉ. Mạnh ngồi ra kia đi, Mạnh. Ngồi ra kia, ngồi ra kia. Cái gạch thì thả được trên này xuống thì hầu như là trên này nó như thế nào thì đi xuống cái kia là nó đều là hình dạng như thế cả các bác ạ. Dưới kia thì bao nào cứng quá thì là mới cắt ra, bao nào cứng quá thì mới cắt ra thôi, còn bao nào không cứng là thả được cả bao. Ông của Mạnh thì lại đi xuống dưới kia cắt cỏ rồi các bác ạ, tít xuống dưới kia. Đây, vừa mới băm rau lợn xong thì đã phải chạy vội đi cắt cỏ rồi. Mày có cùng ông đi cắt cỏ được không? À, ông đi cắt cỏ rồi. Phía bên này thì bây giờ thì chắc là độ tầm là, nếu mà tính theo bao đấy chắc là được tầm là hơn 20 bao một chút thôi. Nếu mà dùng người để vác thì chắc là tầm 3 ngày chắc mới hết đấy nhở? 3 ngày không hết á? Một tuần. Một tuần à? Dùng cái máy tời thì từ đây xuống dưới thì mất độ tầm là hôm qua đến hôm nay thì chỉ được tầm độ 1 ngày thôi. Buổi sáng hôm qua là cái gạch này lấy xe máy chở đến đây, từ đây vác từ đây xuống dưới mất tầm là 4 triệu, 4 triệu dưới còn không ai vác đấy. 4 triệu dưới không ai vác. Thế hôm nọ có người bảo là 3 triệu vác ở đây. Có vác rồi, nó nói phép rồi. Nếu mà 3 triệu họ vác thì thà nhìn không phải nhìn cái tơi này. Mạnh thì có vẻ là thích xe máy tơi đấy nhở. Ở bên kia thì đang bị mắc rồi. Đây mà tơi xi được một phát 2 bao chú Toán. Chú Toán không biết được à? 2 bao thì hơn tạ đấy, ít đổ. Dám xuống 2 bao đâu. Nhưng mà sở 2 bao là sở nó đất dày thì nó đi xuống, rơi xuống ruộng thì bởi vì con nước là bị không dùng được nữa. Sắp bán này. Đây còn phải thêm buộc một lần nữa. Bao tải để thêm tầm độ tuần nữa là bao này đúng là bao dùng một lần. Bao này thì chỉ thích hợp để với nơi không mưa không gió thôi. Mình chở đây chắc để được tuần đấy. Bao này tuần đấy. Anh nắng mặt trời ở chỗ này rồi. Chỗ này chắc 20 bao nữa, không đến 20 đâu. Chỗ này tầm 20 bao, cả bao to bao nhỏ. Kéo còn trở đến không kéo, nếu mà đến tối còn hết rồi mà. Đây, chú Lực gầy đi một chiến đi. Chú Lực diễn tải mà.
Ấy, mới phư bái mà. Cái xe hỏng hết rồi. Xe thủng hết xăm rồi. Đó, ây, từ từ. Ta lên đâu. Uầy, có vẻ như là sấm chớp to quá của bác ạ. Không biết là hôm nay là liệu có mưa to không ạ? Gạch thì là kể cả mưa thì cũng có thể là để ở ngoài đắng, còn để được ở ngoài nữa mà. Còn về xi là sắt thì là không có được, xi thì nó bị chết luôn, còn sắt thì nó sẽ bị rỉ. Cái này buộc mạnh cho bao tải nó đu xuống thì mạnh nhỉ. Bé bé à, thế giờ chúng khả bật tổng tiết thì nào rồi. Vít xuống anh. Được bạn. Bây giờ đu thả thế rùa xuống à bây giờ ơi. Không, thế rùa em đổ đi. Đổ xuống à. Ê. Từ từ anh. Rồi, kéo ra đi. Dây cáp này mà bị mắc vào tay thì đúng không? Thế kia nó rơi vào chỗ ruộng ngay một tí nó đỡ bị đập vào đất nè. Mạnh đi ra. Báo ra copy. Báo này cái đi, hôn để em bắt cái đi. Tông vớ đấy nhở. Mà bao nhiêu đó pi? Lọc màu mà. Ôi cho khâu lại ô. Bao là không khâu là thì nó tuột ra. Bài tính một ngày nữa là hết. Thế là ngày ngày kia lấy thêm vật liệu vào được rồi nhỉ. Mai chắc là nửa buổi thôi, sẽ đến một ngày. Đi xuống ấy xếp lại gạch nữa một ngày. Có bao nào đi xuống ruộng không nhặt ra không anh Phong? Bao xuống ruộng chưa nhặt đâu, anh tới cái này xong đi nhặt. Hết này đi nhặt à? Mà phải nhặt lên từng viên một đấy. Nó đi xuống bùn nhỉ? Nó đi xuống bùn mà phải đi kim nó, không biết nó lạc ở đâu. Rơi từ trên độ cao xuống thì nếu mà vào đất thì chắc là tung tóe hết, nát hết đấy. Vào bùn thì không vỡ đâu. Cũng may là chú kia là mới gặt xong cái thửa ruộng kia đấy. Sao? Này có bò đấy. Màm vỡ. Bà nó đốt cao tăng không xếp rồi. Thời tiết mà cái thời tiết này mặc dù là không nắng của bác nhưng mà cảm thấy là
là rất là oi. Công việc của mấy anh em thợ là làm tới đâu thì cháu được sẽ cập nhật là cái tiến độ cho tất cả của bác anh chị cũng biết. À, mong rằng là cái thời tiết và nó cứ thời tiết mà ủng hộ thì sau khi mà lấy vật liệu vào thì để mà đi vào tiến hành vào làm nhà thì chắc chắn là rất là nhanh. Này anh Phong. À, đi thôi em. Kéo thế, sắt này có bị đứt không đấy? Hay không? Không đứt đâu. Mình kéo này được bao nhiêu cân? Kéo này chắc thì được 50 cân nữa. Bao này nó hàng tạ nó không đứt. Nhưng mà cái tời to kia người ta có dùng dây này à? Ê, không được. Kéo thêm. Bao giờ có vẻ to hơn hay sao ấy. Ui, buộc cái này xuống cái cũng tháo khó đấy nhỉ. Không thể tháo nổi. Đổ luôn nha. Ôi, được chưa? Có vẻ như là sau khi đi là cái dây cáp này của bác này nó bị không được kéo căng ấy. Nó vẫn bị mắc một hai chỗ. Thế anh Phong tí em cũng cho làm cùng bây giờ. Cái bao này là hầu như là chắc là cái bao nhà cái vụn nó. Đi anh. Cắp lên à. Cái công việc của mấy anh em thợ hôm nay thì cũng chỉ là việc mà tời từ trên này xuống đúng không bác? Đấy, tiến độ thì thấy không? Đấy là sau khi mà lắp máy tơi này vào thì rất là nhanh. Phải nói là đỡ cho mấy anh em thợ là cái khoản mà vác bộ nữa. Không lo ai suy nghĩ ra là dùng máy tơi ấy chú. Chắc là cũng tính trước mới dám nhận đấy nhở. Chắc là tính trước thì mới dám nhận rồi. Đấy, có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi. Cho nên không xin được là chia sẻ đấy đâu các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà có chú ý chị ở số tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Mạnh có làm được việc không? À, nào đứng dậy chào con các bạn nào xong đi về thôi. Con chào tạm biệt các ông các bà. Ồ, bye bye các ông bà. Bye bye. Cháu chào các ông các bà nhé. Cháu tự giới thiệu cháu là Phòng. Cháu cũng may mắn được có duyên gặp với em Lực và nhận công trình làm hai nhà làm nhà cho hai ông cháu. Thì công việc bọn cháu thì cũng chỉ tời gạch như này thôi, thì còn xi với sắt thì bọn cháu cũng sẽ tời hết vật liệu xuống đến nền nhà, xong thì bọn cháu mới tiến hành làm. Cháu chào các ông bà. Ấy thưa các bác, phải nói là gặp đội thợ anh Toàn với lại chú Toán thì phải nói là như các bác có theo dõi được những cái video cháu được đăng tải lên rồi. Đấy, các anh khi mà đã tập trung vào làm việc ấy, thì là cái nào là làm cho nó bằng hết, bằng sạch, làm đâu vào đó thì mới dừng chứ không thể để mà lôm nhôm được cô bác ạ.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.